Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình ngày hôm nay tin tức 24 giờ HD sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Kính mời quý vị cùng đón xem. Một công ty ở thành phố Hồ Chí Minh nhập chui 3.042 hộp thuốc ung thư thuộc danh mục thuốc độc. Cách chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đối với ông Võ Ngọc Thành. Truy tố quan xã ép người dân chi tiền làm sổ đỏ. Vụ thâu tóm 43 hectare đất vàng Bình Dương, tôi chỉ là người bán thịt heo, được nhờ đứng tên công ty. Một công ty ở thành phố Hồ Chí Minh nhập chui 3.042 hộp thuốc ung thư thuộc danh mục thuốc độc. Thưa quý vị, công ty trách nhiệm hữu hạn phân phối Liên hợp Đông Dương bị phạt số tiền 160 triệu đồng, đình chỉ hoạt động sau khi bị phát hiện nhập lô thuốc ung thư thuộc danh mục thuốc độc nhưng không có giấy phép nhập khẩu. Ngày 16 tháng 8, ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, ký văn bản phạt công ty trách nhiệm hữu hạn phân phối Liên hợp Đông Dương số tiền 160 triệu đồng do nhập hai lô thuốc có chứa hoạt chất Capecitabin thuộc danh mục thuốc độc, nhưng không có giấy phép nhập khẩu. Công ty này có địa chỉ trụ sở chính ở phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Theo Cục Quản lý Dược, đơn vị này nhập khẩu 3.042 hộp thuốc Capetero 500 SDK VN2 30514, số lô CAH221625B và CAH221626B có chứa hoạt chất Capecitabin. Thuốc viên nén bao phim Capetero 500 là thuốc ung thư dùng trong điều trị ung thư đại trực tràng và ung thư vú. Ngoài xử phạt số tiền 160 triệu đồng, Cục Quản lý Dược cũng quyết định tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược trong 9 tháng của bà Nguyễn Thị Hồng Vân, người chịu trách nhiệm chuyên môn. Đình chỉ hoạt động nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong 9 tháng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn phân phối Liên hợp Đông Dương. Bộ Y tế yêu cầu đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc tái xuất đối với hai lô thuốc Capetero 500 trên đây. Trường hợp không áp dụng được biện pháp này thì buộc tiêu hủy hai lô thuốc này. Giữa tháng 7 vừa qua, Cục Quản lý Dược có văn bản gửi Sở Y tế các địa phương, công ty trách nhiệm hữu hạn phân phối Liên hợp Đông Dương về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2 đối với thuốc viên nén bao phim Capetero 500. Theo Cục Quản lý Dược, trước đó đoàn kiểm tra phát hiện hai lô thuốc viên nén bao phim Capetero 500. Capecitabin 500mg, số giấy đăng ký lưu hành VN2-30514, số lô CAH221625B và số lô CAH221626B do công ty Heterolab Limited Ấn Độ sản xuất. Công ty trách nhiệm hữu hạn phân phối Liên hợp Đông Dương nhập khẩu nhưng không có giấy phép nhập khẩu do Cục Quản lý Dược cấp theo quy định đối với thuốc kiểm soát đặc biệt. Cách chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đối với ông Võ Ngọc Thành. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành bị Ban Bí thư cách chức Phó Bí thư Tỉnh ủy và Bí thư Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai. Ngày 16 tháng 8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 và ông Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận thấy Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân tỉnh và một số tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về lâm nghiệp trong quản lý điều hành thực hiện một số dự án trên địa bàn. Ông Võ Ngọc Thành, với cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước khi kết luận, ký một số văn bản vi phạm các quy định pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đất đai, nhà ở, lâm nghiệp, xây dựng, quy hoạch. Những vi phạm khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 và ông Võ Ngọc Thành đã gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu trong xã hội, làm giảm uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương và cá nhân ông Thành.
căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm và quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2016-2021, khiển trách Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2021-2026, cách chức Phó Bí thư tỉnh ủy Gia Lai, các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025 và Bí thư Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, các nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026 đối với ông Võ Ngọc Thành. Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với tập thể, cá nhân đã bị kỷ luật đảng. Truy tố quan xã ép người dân chi tiền làm sổ đỏ. Thưa quý vị, bị can Hồ Xuân Hoàng, sinh năm 1975, cựu chủ tịch xã, và Hoàng Đình, sinh năm 1981, cựu công chức địa chính xã Hải Phúc, huyện Dẻo Cao, Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị, đã dùng thủ đoạn buộc người dân phải nộp tiền mới được làm các thủ tục đề nghị cấp sổ đỏ. Ngày 16 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Đắk Rông đã hoàn tất cáo trạng truy tố hai bị can Hồ Xuân Hoàng, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Phúc, và Hoàng Đình, nguyên công chức địa chính xã Hải Phúc, cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2018, Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Rông có quyết định phân bổ vốn xây dựng cơ bản tập trung năm 2019, trong đó có hạng mục điều tra, chỉnh lý hồ sơ địa chính. Thực hiện quyết định này, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện ký kết hợp đồng nguyên tắc với chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện về việc cấp sổ đỏ. Nắm bắt thông tin này, Hồ Xuân Hoàng lúc đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Phúc đã đưa ra chủ trương thu tiền của những người dân có nguyện vọng được cấp sổ đỏ. Mặc dù Hoàng biết rõ các thửa đất của bà con đủ điều kiện cấp sổ đỏ và theo quy định của nhà nước không phải nộp tiền. Ngày 21 tháng 11 năm 2019, Hoàng chủ trì cuộc họp với các hộ dân trên địa bàn xã, đồng thời chỉ đạo Hoàng Đình, lúc đó là công chức địa chính xã, trực tiếp thu tiền của bà con với tổng cộng 15 hộ, với tổng số tiền 213 triệu đồng. Ngoài ra, Hoàng chỉ đạo tổ chức bán đấu giá trái phép 10.811 m² đất, thu 50 triệu đồng và lập hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ cho người chúng đấu giá. Hoàng còn chỉ đạo xác lập hồ sơ cấp sổ đỏ đối với 4 thửa đất dự án trồng rừng vay vốn CBIC, tổng diện tích 58.941 m² và 11 thửa đất thuộc chương trình dự án 327, tổng diện tích 145.415 m², trái quy định của pháp luật về đất đai. Các thửa đất này có trị giá 686 triệu đồng, trong đó Hoàng có 2 thửa, tổng diện tích là 27.561 m², trị giá gần 88 triệu đồng, theo khung giá nhà nước. Như phóng viên đã thông tin, thời điểm xã Hải Phúc chưa sáp nhập vào xã Ba Lòng trước năm 2020, hàng chục hộ dân ở xã Hải Phúc buộc phải nộp từ 2 tới 30 triệu đồng để được chính quyền địa phương làm các thủ tục cấp đất sản xuất. Tổng số tiền Ủy ban Nhân dân xã Hải Phúc thu giữ của người dân lên đến hàng trăm triệu đồng, sử dụng vào mục đích trả nợ quán xá và xây dựng nhà văn hóa không đúng quy định. Thời điểm này, ông Hồ Xuân Hoàng đang giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Phúc và ông Hoàng Đình là công chức địa chính xã. Sau khi có phản ánh của người dân và báo chí, thanh tra huyện Đắk Rông đã vào cuộc kiểm tra, thấy có dấu hiệu tội phạm nên đã chuyển công an huyện Đắk Rông điều tra xử lý. Vụ thâu tóm 43 hectare đất vàng Bình Dương. Tôi chỉ là người bán thịt heo, được nhờ đứng tên công ty. Thưa quý vị, tại tòa, ông Dương Đình Tâm phân trần. Tôi chỉ là người bán thịt heo, được nhờ đứng tên công ty. Trên thực tế tôi không có tiền để mà góp vốn vào công ty. Bị cáo Nguyễn Đại Dương bị xác định lập công ty để nhận chuyển nhượng 43 hectare đất vàng tại Bình Dương từ bố vợ. Tại tòa, Dương phủ nhận các cáo buộc, khai chỉ là người kết nối, chứ không tham gia vào việc mua bán. Chiều ngày 16 tháng 8, phiên tòa xét xử đại án bán rẻ đất vàng cho tư nhân, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng ngân sách nhà nước, xảy ra tại Tổng công ty sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương, Tổng công ty 3 tháng 2, tiếp tục phần thẩm vấn các bị cáo. Hội đồng xét xử tập trung thẩm vấn các bị cáo và nhân chứng để làm rõ hành vi lập công ty để mua bán 43 hectare đất vàng với giá rẻ. Bị cáo Nguyễn Đại Dương là con rể của cựu chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty 3 tháng 2. Dù không đứng tên trên giấy tờ pháp lý nào, nhưng Dương cùng bố vợ bị xác định là tác giả của kịch bản góp vốn thành lập công ty mua bán lòng vòng để hô biến đất nhà nước vào tay tư nhân. Cụ thể, bị cáo Dương được bố vợ cho biết Tổng công ty 3 tháng 2 sẽ triển khai dự án trên khu đất 43 hectare nên đã cùng bàn bạc thành lập liên doanh để có pháp nhân thực hiện. Dương đứng ra thành lập công ty Âu Lạc nhờ ông Dương Đình Tâm đứng tên hộ 45% cổ phần và giao cho Nguyễn Quốc Hùng làm tổng giám đốc.
nhóm của Dương tiếp tục dùng pháp nhân Âu Lạc ký hợp đồng hợp tác với Tổng Công ty 3 tháng 2 thành liên doanh Công ty Tân Phú để nhận chuyển nhượng khu đất 43 ha với giá rẻ. Đáng chú ý, tại tòa, ông Tâm cho biết mình chỉ là người bán thịt heo, được Dương nhờ đứng tên cổ phần của công ty, chứ không biết gì về hoạt động cũng như mua bán đất của công ty. Không bán đất nhưng vẫn nhận 20 tỷ đặt cọc từ đại gia Kim Oanh. Trả lời xét hỏi, bị cáo Dương phủ nhận các cáo buộc về việc thành lập công ty Âu Lạc để thâu tóm đất vàng. Bị cáo chỉ thừa nhận mình là người kết nối cho bị cáo Hùng gặp bố vợ để đầu tư dự án tại khu đất 43 ha. Bị cáo không tham gia quá trình soạn thảo hợp đồng giữa công ty Âu Lạc khi thỏa thuận thành lập liên danh với công ty Tân Phú. Bị cáo cũng không biết Âu Lạc đã chuyển bao nhiêu tiền cho Tổng Công ty 3 tháng 2. Sau này, giữa năm 2016 khi được Hùng nhờ bị cáo đứng ra tháo gỡ vướng mắc với Tổng Công ty, thì bị cáo mới biết việc mua bán đất và việc chuyển tiền. Bị cáo không phải là một trong các bên ký hợp đồng, có lần bị cáo đi cùng nhưng chỉ với tính chất là người giới thiệu, Dương phân trần. Theo cáo trạng, tháng 6 năm 2016, Nguyễn Đại Dương đã liên hệ thỏa thuận chuyển nhượng 100% vốn điều lệ của công ty Tân Phú, trong đó có khu đất 43 ha cho nữ đại gia Đặng Thị Kim Oanh với giá 350 tỷ đồng. Hành vi này của Dương gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 964 tỷ đồng. Lý giải cho hành vi trên, ông Dương khai thời điểm đó thấy bạn mình là bị cáo Hùng đang gặp khó khăn nên đi hỏi đại diện công ty Kim Oanh về việc chuyển nhượng. Sau khi đưa hồ sơ khu đất dự án, phía Kim Oanh đã đồng ý mua. Bị cáo là người giới thiệu để ông Hùng làm việc trực tiếp với đối tác Kim Oanh. Mức giá chuyển nhượng đất trên hợp đồng là do Kim Oanh đưa ra, Dương khai. Sau khi thỏa thuận xong hợp đồng, Kim Oanh lại không chuyển 20 tỷ đồng tiền đặt cọc cho phía ông Hùng mà lại chuyển vào tài khoản của bị cáo. Chủ tọa đặt vấn đề. Việc này tòa phải hỏi bà Kim Oanh. Bà Kim Oanh nhất định phải chuyển vào tài khoản của bị cáo vì muốn tôi có trách nhiệm với việc mua bán khu đất. Dương trả lời. Tôi chỉ là người bán thịt heo, được nhờ đứng tên công ty. Trước lời chối tội của bị cáo Dương, chủ tọa công bố tài liệu là bản cam kết thể hiện bị cáo đã nhờ ông Dương Đình Tâm đứng 45% cổ phần tại công ty Âu Lạc. Dương xác nhận mình là người viết bản cam kết trên, nhưng giải thích việc đứng tên cho bản cam kết cũng là được một người khác nhờ. Cuối phần trình bày, bị cáo Dương cho rằng Viện Kiểm sát đưa ra rất nhiều cáo buộc hành vi phạm tội đối với mình, nhưng không đưa ra được căn cứ, bút lục nào cụ thể. Ông Dương đề nghị Viện Kiểm sát đưa ra căn cứ pháp lý chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo như cáo trạng đã nêu. Sau khi xét hỏi Dương, chủ tọa thẩm vấn ông Dương Đình Tâm với tư cách người làm chứng. Ông Tâm khẳng định mình chỉ là người đứng tên trên giấy tờ, thực tế không hề góp tiền vào công ty. Ông Tâm khai năm 2010 khi vào thành phố Hồ Chí Minh được Nguyễn Đại Dương nhờ ký một số giấy tờ nhưng không đọc hết các nội dung. Đến năm 2015, Dương tiếp tục gặp và viết giấy xác nhận ông Tâm chỉ là người đứng tên giúp Dương đối với 45% cổ phần của công ty Âu Lạc. Tôi chỉ là người bán thịt heo được nhờ đứng tên công ty. Trên thực tế tôi không có tiền để mà góp vốn vào công ty. Ông Tâm phân trần. Ông Tâm cho biết thêm, thời điểm đứng tên hộ Dương để thành lập công ty Âu Lạc thì không được gửi khoản tiền nào. Đến năm 2015, ông Tâm được Dương cho vay 4,5 tỷ vì đang khó khăn kinh tế và đến nay chưa trả được.